Junior tiền đâm Junior cột chôl ai mà cho xin lưu Adrian giật tay dù với chân áo cả Real Madrid thêm đâm mình chôl đạo một chút lực bị Vinicius Junior lực chôl có lại đi tạt mặt cái bao đau trên bàn vì nhận chạm tì và nó bọc cầm Celta Vigo và bị tay nó bên một crop và nó mục muốn trâm tay vào mũi này thì nè bà tạt mặt cái bao đi sạt nào bóng bóng mà sau đây vẫn là trăm tỷ đô tranh bán và miền mà Nalo Adrian giật tay dù với chân áo cả Real Madrid thêm năm mình cho đạo một chút lịch bị Vinicius Junior mùi crap mần chưa mùi nâng nè Antonio Rudiger bán mùi môn này ba Rudiger chưa mùi nâng Junior xa hạ ca kia nè nà sốt mạnh mạnh chưa mùi mần toàn mùi crap xâm rạp cửa Real Madrid ba Vinicius Junior chúng mình đừng rồi đi cơ nên anh ấy sụt chồi Luka Modric lược chồi đặt mặt bao bì rồi đi cơ máu còn lại nỉ mình upside đấy còn lo mà vẫn thêm năm bì video chưa nhất bì đo mà chồi bì tập bóng rồi đi cơ chỉ nè tài tử nè chăm ti sang cua bàn lo mà vẫn vini thêm một chút sang cua bàn một chút thêm chiến lược ti bay bay sạt mà lẹ lục ơi on target bay đo mà chồi nè tận nắng ở đây châu nè ở châu thì nó thay một tiết bóng bị tăng ở châu lịch do đại tiệt tiệt ở trái mình đã đổ xe cà phê ơi lấy do đại tiệt cho mới và chẳng mùi sơn mà Real Madrid bốc từ lưu Celta Vigo to tập bàn và Niku chia Adrid do Real Madrid và tới Camavinga tiền cái này đi Camavinga trong cuộc đời thì ôi ồ giờ tôi xuất bán á cần ba bọc kì Eduardo Camavinga. Mà nè, cả sút mà chương chuyền mà mình. Vasquez. Mà chương chuyền chập bàn bà đây bạn ạ, chạm tì rồi bắt cầm Celta Vigo. Sporting Lisbon cũng đã lên đấy cho mình Aruka. Luka Modric. Và Modric lược chỗ sát hơi tết mà các bạn. À, Phật ở linh piang. Ây da 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 da. Chạp bàn với nhạc trăm tỷ. Và sau sự phanh nha vay mà crop mà pay pram và xin tâm crop anh đang dừng tranh mà chữa bệnh à thôi thà châu ở bệnh à lâu tới luôn luôn bị Brahim Diaz Brahim mình chung mà Avini Junior Junior ai mà Brahim Diaz chập bàn bị nhẹ chạm tì ba sụt sát đây các bạn nhẹ chạm tì sòng cướp bàn crop bao tì pi rước mình khởi gì bị đám ăn sập đám cái này tiền mùi pi bị Lucas Vasquez rồi mà khăng khăng Valverde ăn chấm gol đầu mà Federico Valverde những tuần này Vasquez tiền mùi pi mình chun chôn máu tụt mũi Valverde khâu gol đầu bạn chuẩn túc sma pi tôi lần pi mà chuẩn mất đâm ai mà Valverde cắt chôn mà ai Rodrigo ôi ạt chôn tê nè Brahim ai mau Vini Junior sút đâm chập bàn thì thôi nè chạm tì đừng là OP giải bóng bóng mà nè chạm tì rồi bắt cầm Celta Vigo ạt toa ok Real Madrid pick up nè cũng ai ngắt bên đi pi tol đường sơn pi Antonio Rudiger pick up tol đường sơn và bên đây cứ lầm mầm ai mà bóng bao nhiêu đang sẵn là như Real Madrid
80 នាទីឈានចូលមកដល់ Real Madrid ដាក់2ទល់នឹង0ទៅលើ Celta de Vigo នៅ La Liga ប្រទេសអេស្ប៉ាញពីគ្រាប់លោកមុំសប្បាយចិត្តបងប្អូនរបស់យើងដែលស្រឡាញ់ Real Madrid Comment ដាក់ថា Hala Madrid ទាំងអស់គ្នាមើលបាទតោះ Comment មកបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាល្អហើយបាទ Real លើកចូលមកអ្នក Rudiger មកក្បាលឡាតែតដាក់មកឡាតែតបាទលងឆេញផកគេនោះលុចអូបាទផ្លាតត្រូវខ្នងរបស់អ្នកចាំទីចូលទីបាត់មិនដំងតែត្រូវជាមួយនឹងបកគោលទីតើបាទបាទនេះផ្លាតត្រូវគូតបាទនេះសុទ្ធមកគូតខ្លួនឯងបាទវិសិនទេក្វៃតាវិសិនក្វៃតាបាទបាទរូឌីហ្គើជាអ្នកបាទបង្កើតឲ្យមានឱកាសនេះដាក់មកក្បាលមកផ្លាតអាយមកជីមិនតជំនួសលូកាស់វ៉ាស្កេសទៀងរុញចូលឲ្យមកចូសេលូចូសេលូមិនចូលទេអូយបាទចូសេលូសុតអត់ចូលស្ដាយយើងទស្សនាណែឱកាសកន្លែងនេះចូសេលូទៀងមកដាក់ពឹងទៅដល់ដៃបាទអ្នកចាំទីវិសិនខ្វៃតាមកឆ្លៀតលូកដៃត្រូវបាល់គេតិចណាបាល់នេះនៅសង្គ្រោះបានតែសើអ្នកចាំទីវិសិនខ្វៃតាបាទជូនីទាញស្ដាំជូនីក្រោះចូលឲ្យមកចូសេលូថែមក3គ្រាប់3គ្រាប់បាត់ទៅហើយសម្រាប់រៀលម៉ាឌ្រីតកដាលអាត្រីតមកនេះឲ្យបងប្អូនមកយើងញាក់ពីគេងស្វាងបាច់ដេកបាច់ពួនទេអ៊ុតបងតបាទឥឡូវនឹងបាន3គ្រាប់លមមសบายចិត្តហើយប្រិមិត្តរបស់ក្រុមរៀលណែវីនីសេសជូនីលើកចូលមកអាណែយុទ្ធសាស្ត្រមកលើកមកចូលដំងគ្មានណាតែតអីតន់អ្នកចាំទីចាប់ក៏ខុសអូត្រូវជាមួយនឹងខ្សែការពាររបស់ក្រុមសេលតាវីកូចូលទីខ្លួនឯងមើលអូឃ្លៀអត់ដាច់ត្រូវចូលទីខ្លួនឯងបាទនៅត្រូវជើងចង់ជើងតិចមកខ្សែការពាររបស់ក្រុមសេលតាទីបំផុតចូលទីខ្លួនឯងបាទ3គ្រាប់ទល់នឹង0នៅ Real Madrid ដាក់ទៅលើ Celta Vigo បានទេបងប្អូនយើងបាទប៉ុណ្ណឹងឆ្ងាញ់ហើយជាតិហើយបាទឱកាសកន្លែងនេះអូយបាទ4គ្រាប់បាត់ទៅហើយ Ada Cooler បាទចុងម៉ោងចិត្តអស់ទៅហើយ Ada Cooler ទើបតែបដូរចូលជំនួស Vinicius Junior ហ៎ដាក់ឲ្យ Real Madrid នាំមុខ4គ្រាប់ទល់នឹង0ទៅលើ Celta de Vigo 4-0 បាទហូបច្រើនណាស់មិនមែនតិចទេបងប្អូនអើយបាទចុងម៉ោងអញ្ចឹងណាផ្លែតដាក់3គ្រាប់បងប្អូនមកយើងតឹងទ្រូងបដើមវគ្គបណ្ណាចុងក្រោយមិនដែលមិនដែលតឹងទេ Real Madrid តែងតែធូររហូតអាហ្នឹងគឺ Real Madrid តែងតែលេងអញ្ចឹងឯងបាទក្រុមមួយនេះអស់ទាស់បងប្អូនអើយបាទគុណភាពបាទ Real Madridបាទតែមកជួស្ដាំពីអាដាគូឡឺបាទកីឡាករវិញក្មេងមកចំណូលថ្មីបាទដាក់មកគ្រាប់ឲ្យមករៀលម៉ាឌ្រីតដែរក្រាន់បាល់បាទអស់ម៉ោងទៅហើយបងប្អូនយើងបាទណែទាញដាច់អ្នកចាំទីបាទវិសិនខ្វៃតាដាក់មកជើងពឹងមកអ្នកការពារក៏មកបិទមិនបានទៅទៀតបាទឥឡូវនឹង4គ្រាប់ទល់នឹង0បងប្អូនយើងនៅស្រឡាញ់រៀលម៉ាឌ្រីតល្មមសុវត្ថិចិត្តហើយប៉ុណ្ណេះនោះបាទ4គ្រាប់នោះបន្តិចឯណាបាទឥឡូវអញ្ញាកដាផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតជាផ្លូវការឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទលទ្ធផលគឺរៀលម៉ាឌ្រីតឈ្នះការប្រកួត 4-0 បាទធ្ងន់ធ្ងរដែរបាទទៅលើក្រុមនេះភ្ញៀវសេលតាវីហ្គោអរគុណប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាការប្រកួតនេះតាមវិវិធនីតិដំបូងសូមជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា